Chương 5. Chánh niệm tỉnh giác. Gìn giữ tâm ý. 1. Ai giữ giới Bồ Tát phải giữ gìn tâm ý, không kềm chế tâm ý thì không thể duy trì bất cứ giới luật nào. 2. Dôi điên tuy gây hại nhưng không thể nào bằng. Con dôi tâm phóng dật mang đến bao tai họa, đọa ta vào địa ngục. 3. Luôn dùng thần chánh niệm cột chặt dôi tâm điên thì tai họa tan biến, phước lành hiện đến liền. 4. 5. Điều phục được tâm ý là điều phục tất cả sư tử, dôi, gấu, rắn và tất cả kẻ thù, cùng lính canh địa ngục, quỷ dạ xoa la sát, đều bị trói tất cả. 6. Phật đã tuyên bố rằng hiểm họa và lo sợ, giới khổ đau vô tận đều do tâm phát sinh. 7. 8. Hình cũ trong địa ngục do ai tạo tác nên, nền sắc nóng quả ngục, nữ nhân kia từ đâu? Phật dạy rằng tất cả do ác tâm biến ra, bởi thế trong ba cõi, tâm mình đáng sợ nhất. 9. 10. Nếu bố thí cao cả, đạt được nhờ xóa nghèo, chẳng lẽ Phật xưa kia không đạt hạnh bố thí vì thế gian vẫn nghèo? Bởi vậy tâm bố thí, cả tài sản công đức, là bố thí rốt ráo, phát xuất từ nội tâm. 11. Lùa cá tôm đến đâu để khỏi bị săn giết, vĩnh viễn dứt ác tâm là thành tựu giới độ. 12. Sân si đầy thế gian, làm sao hàng phục hết? Hàng phục được tâm sân là hàng phục tất cả. 13-14. Làm sao đủ gia thuộc để phủ kín địa cầu, nhưng chiếc dép da này sẽ bao trùm mặt đất. Cũng vậy với ngoại cảnh, tuy chưa làm chủ được, nhưng làm chủ tâm mình có gì quý giá hơn? 15. Làm thiện bằng thân, miệng, nhưng tâm lại tán loạn thì khó đạt phước đức, không lên cõi phàm thiên, trong khi chỉ một mình tâm thanh tịnh cũng đủ. 16. Phật dạy dù tụng niệm tu khổ hạnh lâu năm mà tâm cứ tán loạn thì cũng vô ích thôi. 17. Những người tìm hạnh phúc, chạy trốn mọi khổ đau, sẽ tiếp tục lạc lối nếu không hiểu cái tâm kỳ diệu chứa mọi pháp, chánh niệm và tỉnh giác. 18. Bởi thế nên cẩn thận, gìn giữ trọn tâm ý, giữ giới tu luyện tâm, đâu cần tu pháp khác. 19. Giữa đám đông hỗn loạn, ta gìn giữ vết thương, không để ai đụng đến. Giữa cuộc đời hung ác, ta phải giữ tâm mình như ta giữ vết thương. 20. Ta gìn giữ vết thương vì sợ người đụng đau, sao ta không giữ gìn vết thương của tâm ta cho khỏi bị đè bẹp dưới chân núi địa ngục? 21. Nếu hành trì như vậy, ta cứng rắn tinh tấn, dù ở giữa người ác hay ở giữa người lành. 22. Thà để mất lợi dưỡng, mất tài sản thanh danh, mất thân xác mạng sống, quyết không để mất tâm. 23. Tôi chấp tay nguyện cầu cho những ai ước mong gìn giữ được tâm ý đều luôn luôn duy trì chánh niệm và tỉnh giác. 24. Người đau không đủ sức làm bất cứ việc gì, cũng vậy bất cứ ai thiếu chánh niệm tỉnh giác sẽ không còn đủ sức để làm những việc lành. 25. Người tâm không chánh niệm, không còn ghi trong trí lời giáo huấn tu hành như nước rỉ bình đức. 26. Biết bao người thông thái, sùng tính và tinh tấn, nhưng vì không chánh niệm nên phạm tội ô uế. 27. Tên giặc không chánh niệm luôn rình cướp tỉnh giác, vét sạch phước tích lũy, đưa người vào nẻo ác. 28. Ái dục như lũ giặc cướp gia tài phước đức, hủy hoại tâm chánh niệm,
phá đường đến cõi lành. 29. Tuyệt không để chánh niệm rời khỏi cửa tỉnh giác. Nếu nó đi lang thang, phải gọi nó quay lại. Nó phải nghĩ cảnh khổ trong ba cõi địa ngục để an trú chánh niệm. 30. Hạnh phúc thay những ai sống cạnh thầy đáng kính, tuân theo lời giáo huấn để trao dồi chánh niệm. 31-32. Chư Phật, chư Bồ Tát nhìn thấu suốt mọi điều, ta đứng trước các ngài đâu giấu được điều chi. Nếu có suy nghĩ ấy, sẽ sinh lòng hổ thẹn, và trong tâm luôn luôn có mặt của Đức Phật. 33. Chánh niệm như lính canh trước cửa ngõ của tâm, nhờ đó mà tỉnh giác mãi mãi được có mặt. 34. Nếu ý xấu manh nha, phải thấy ngay tai họa, vậy phải giữ chánh niệm như cây bám chặt đất. 35. Không bao giờ nên nhìn giáo giác và mông lung, mắt thường nhìn thẳng xuống như trong lúc ngồi thiền. 36. Để cho mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhìn chân trời, khi có người xuất hiện, hãy nhìn thẳng chào hỏi. 37. Trên đường nên đứng lại, nhìn rõ khắp bốn phương, lúc dừng nghỉ dưỡng sức, hãy quan sát sau lưng. 38. Kiểm tra kỹ trước sau, rồi nhận định hoàn cảnh, tùy nhu cầu hành động mà tiến tới hay lui. 39-40. Trước khi ta hành động, nên ý thức rõ ràng đây tư thế của thân, và trong khi hành động cũng luôn luôn quán xét tư thế của thân mình. Cũng vậy, thường quán xét tâm ý như voi điên buộc vào trụ chánh niệm, không cho nó chạy loạn. 41. Người tu tập thiền định luôn luôn giữ chánh niệm, thường quán sát tự hỏi tâm ý mình ở đâu. 42. Lúc nguy khi lễ lạc, hoặc trong khi bố thí, khó giữ được chánh niệm, nên buông giới hạnh nhỏ. 43-44. Quyết định làm việc này, không nên nghĩ việc khác, tâm trí phải chuyên chú, làm xong từng việc đã. Được vậy việc mới thành, nếu không thì hai việc, chẳng việc nào hoàn tất, chánh niệm chẳng gia tăng. 45. Hãy quyết tâm từ bỏ xem kịch nói chuyện phiếm, hãy tinh tấn đoạn trừ tâm tham đắm thứ ấy. 46. Hãy nhớ lời Đức Phật, từ bỏ việc vô nghĩa như bức cỏ vẽ đường, đập đất đá dở tan. 47. Trước khi muốn di chuyển hoặc trước khi nói năng, phải kiểm soát tâm ý, đưa nó vào chánh niệm. 48. Nếu ý khởi tham ái, tâm manh nha nổi giận, hãy tạm dừng nói làm, như cây đứng lặng yên. 49-50. Khi tâm ý lăng xăng, ngạo mạn hoặc kiêu căng, tự mãn hoặc thô bạo, lém lỉnh hoặc lười dối, tự khen và chê người, nói những lời khinh bạc, nói những lời gây gỗ, hãy như cây đứng yên. 51. Muốn lợi lộc danh tiếng, muốn sai sử người khác, muốn được kẻ hầu hạ, hãy như cây đứng yên. 52. Khi muốn nói và làm khiến người mất lợi ích để mưu cầu lợi mình, hãy như cây đứng yên. 53. Khi bồn chồn lười biếng, nhát sợ, không biết thẹn, nói vô nghĩa, thiên vị, hãy như cây đứng yên. 54. Khi thấy tâm ô nhiễm, lăng xăng việc vô nghĩa, hãy dùng phép đối trị, kiên trì an định tâm. 55-57. Không nên để phân tâm vì những việc tranh chấp, hãy luôn đem an vui làm cho người hạnh phúc, với đức tin thâm sâu, vững vàng và kiên quyết, biết xấu sợ nhân quả. Đừng sinh tâm chán ghét kẻ ngược ngạo ngu si, nên mở lòng thương họ vì họ bị vô minh. Giả lại tôi đã nguyện vì lợi mình lợi người,
tôi không nên phạm tội, vậy phải luôn quán tưởng rằng tôi là vô ngã, tôi là một ảo tưởng. 58. Nên luôn tư duy rằng nhiều kiếp mới thành người, vậy phải giữ tâm sáng, vững như núi Tu Di. Thân. 59. Hỡi này tâm ý ơi, ngươi tự vệ ra sao? Khi kênh kênh háo đói, mổ xé thi thể ngươi. 60. Sao ngươi xem thân này là bản ngã của ngươi? Ngươi với nó khác nhau, mất nó ăn nhầm gì? 61. Này tâm ý ngu si, ngươi xem khúc gỗ sạch không phải là thân ngươi, nên ngươi không bám víu, sao lại bám bộ máy cấu tạo từ bẩn dơ? 62-63. Hãy dùng tâm quán tưởng tách da ra khỏi thịt, dùng trí tuệ làm dao, tách thịt rời khỏi xương, rồi chẻ tách xương ra, phân tách tủy bên trong, quan sát cho thật kỹ thực chất nó là gì. 64. Dẫu tìm tòi cẩn thận vẫn không thấy bản chất của bất cứ vật nào, tại sao còn tham luyến nâng niu tấm thân này? 65. Người không thể nào ăn thân thể dơ bẩn này, không uống máu ăn lòng, vậy giữ nó làm chi? 66. Tốt nhất xem thân này là thức ăn quả cáo, chỉ nên giữ thân này giúp ta làm việc thiện. 67. Dù ngươi bám giữ thân, thần chết cũng không tha, cướp lấy thảy cho quả, ngươi làm gì được đây? 68-69. Khi tớ bỏ ra đi, chủ không cho cơm áo, thân này sẽ bỏ ngươi, cưng dưỡng nó làm gì? Trả đủ lương cho nó, chớ cho thêm quá mức. Ôi tâm của ta ơi, đối với thân của ngươi hãy xử sự như thế. 70. Hãy xem thân như thuyền, dùng để chở chúng sinh, đưa họ từ bờ khổ sang bên bờ giải thoát. 71. Hãy tự chủ thân tâm, luôn lộ vẻ vui tươi, đừng cao mày giận dữ, hãy làm người bạn tốt, chân thành của chúng sinh. 72. Khi di dời ghế giường, đừng gây tiếng động lớn, mở cửa cũng nhẹ nhàng, luôn tránh tiếng ồn ào. 73. Xéo mèo và kẻ trộm hành động rất lặng lẽ, để đạt được mục tiêu Bồ Tát cũng nên thế. 74. Làm học trò tất cả cung kính nhận lời khuyên của bậc thầy hướng dẫn dù ta chẳng yêu cầu. Nguyên tắc ứng xử. 75. Ai kéo giảng chánh pháp, ta nên ngỏ lời khen, ai làm phước làm lành, ta vui mừng ca tụng. 76. Kính đáo khen người khác vì công đức của họ, nghe người khác khen mình, tự xét xứng đáng không? 77-78. Ai làm được việc gì mang lại nguồn hạnh phúc không thể mua bằng tiền, thì ta hãy cùng vui với công đức kẻ ấy. Làm vậy không gây hại, đời sau được vui hơn. Nếu sinh lòng ganh tị, ta sẽ gặt khổ đau, đời sau càng khổ nữa. 79. Nói năng phải minh bạch, dễ nghe, thấm tận tim, phát xuất tại từ tâm, nhu hòa và chính xác. 80. Hãy nhìn ngắm chúng sinh với lòng dạ từ bi và nghĩ rằng nhờ họ mà ta sẽ thành Phật. 81. Phước lớn được thành tựu nhờ tính tâm vững bền, nhờ đối trị việc ác, nhờ cúng ba ruộng phước. 82. Phát xuất tận đáy lòng, ta thường làm việc thiện, điều lành hãy tự làm, không giao cho kẻ khác. 83. Bố thí và trì giới phải tăng tiến mỗi ngày, đừng chê nhỏ theo lớn, nên thực hiện mọi hạnh. 84. Nhận thức được như vậy nên hiến mình làm thiện, có thể phạm giới cấm vì lợi ích chúng sinh. 85. Chỉ ăn những gì cần, chia sớt thức ăn uống cho những vị tu sĩ, cho kẻ khổ cô đơn,
cho người rơi xuống thấp, Bồ Tát cho tất cả, trừ ba bộ áo quần. 86. Thân phục vụ chánh pháp, nên không để tổn thương, nhờ vậy mau thực hiện ước nguyện cứu chúng sinh. 87. Không hy sinh thân mạng cho kẻ thiếu từ bi, Bồ Tát chỉ xả thân vì mục đích tối thượng. 88. Không thuyết pháp cho người có thái độ bệnh hoạn, đội mũ không cung kính, cầm gậy cầm binh khí. 89. Không thuyết pháp cho người khác phái ở một mình, không đối pháp thâm sâu cho kẻ thiếu thông minh, nhưng cũng phải cung kính mọi pháp dù sâu cạn. 90. Không nên giảng tiểu thừa cho người đủ điều kiện lãnh hội pháp đại thừa, không được thu hút người bằng cách giảng sai kinh và chú thuật mật giáo. 91. Không được nhổ nước bọt và dứt tâm xỉa răng bừa bãi nơi công cộng, không được phép phóng uế lên đất đai canh tác và nguồn nước sạch trong. 92. Khi ăn chớ đầy miệng, há miệng nhai ra tiếng, ngồi không đông đưa chân, không xoa tay vào nhau. 93. Không đi xe ngủ đêm chung với người khác phái, hầu tránh sự hiềm ghét, khiến người mất niềm tin. 94. Không nên dùng ngón tay chỉ đường hoặc ra lệnh, mà phải tỏ lịch sự đưa nguyên bàn tay phải. 95. Không đưa tay vẫy gọi, trừ khi gọi gấp rút, búng ngón tay thành tiếng, bằng không sẽ mất quy. 96. Hãy ngủ trong chánh niệm, nằm đúng theo tư thế, như khi Phật nhập diệt, lúc tỉnh giấc dậy liền. 97. Phật dạy vô số hạnh, không thể nào kể hết, pháp thanh lọc tâm này, nên gắng thực hành ngay. 98. Ngày với đêm ba lần tụng niệm kinh ba phần y theo tâm Bồ Đề, giải trừ dần ác nghiệp. 99. Bất cứ hoàn cảnh nào do ta hoặc người tạo, phải tinh tấn thực hành những lời Đức Phật dạy. 100. Bất cứ giáo pháp nào đưa đến sự giải thoát, con Phật đều thực hành, được vậy sẽ gặt phước. 101. Bồ Tát làm mọi hạnh vì lợi ích chúng sinh, trực tiếp hay gián tiếp, và hồi hướng tất cả vì sự nghiệp giác ngộ. 102. Dù phải mất tính mạng, Bồ Tát không xa lìa các bậc thiện tri thức, tinh thông nghĩa đại thừa. Nguồn gốc giới luật. 103. Để biết cách hầu thầy, nên học những phép tắc trong truyện Cát Tường Sinh và thêm các kinh khác. 104. Nên đọc các tạng kinh có trình bày giới luật, trước hết hãy tìm đọc Thánh Xứ Hư Không Tạng. 105. Kinh học xứ tập yếu đã diễn rộng lý do vì sao phải tu hành, vậy cần đọc bộ luận Chúng học xứ tập yếu. 106. Hoặc cũng nên tìm đọc Nhất Thiết Kinh Tập Yếu, và cũng cần đọc kỹ Song Luận của Long Thọ. 107. Kinh luận trên ghi rõ điều cấm, điều nên theo, tu đúng lời kinh dạy, giữ lòng tin trên đời. 108. Định nghĩa của chánh niệm tóm gọn lại như sau: luôn quán sát thật kỹ trạng thái thân và tâm. 109. Tụng niệm để thực hành, đọc suông không có ích, nếu chỉ đọc toa thuốc, làm sao trị bệnh lành?